Này xá lợi tử, vì chân như của 10 địa Bồ Tát khó suy lường nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Này xá lợi tử, vì chân như của 5 loại mắt khó suy lường nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Vì chân như của 6 phép thần thông khó suy lường nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Này xá lợi tử, vì chân như của mười lực Phật khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Vì chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Này xá lợi tử, vì chân như của pháp không quên mất khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường vì chân như của tánh luôn luôn xả khó suy lường nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường này xá lợi tử vì chân như của trí nhất thiết khó suy lường nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường vì chân như của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng khó suy lường nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường này xá lợi tử, vì chân như của tất cả pháp môn Đà La Ni khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường. Vì chân như của tất cả pháp môn Tam Ma Địa khó suy lường, nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường này xá lợi tử vì chân như của quả dự lưu khó suy lường nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường vì chân như của quả nhất lai bất hoàn a la hán khó suy lường nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường này xá lợi tử vì chân như của quả vị độc giác khó suy lường nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường này xá lợi tử vì chân như của tất cả hạnh đại bồ tát khó suy lường nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường này xá lợi tử vì chân như của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật khó suy lường nên bát nhã ba la mật đa khó có thể suy lường